quán ế mày tối mày bắt ra sắp chén xong cái sắp chén vô rồi mở chén ra úp chén lại vô lau chén xong cái vô dẹp dẹp xong ra úp tiếp cái quỷ nguyên một ngày có nhiêu đó chuyện làm hoài trời ơi. Trời ơi chị chịu khó thay đồ thiệt luôn á chị. Tao đã nói mày rồi, một ngày tao không thay 10 bộ là tao chết mà. Nhưng mà tao đã suy nghĩ rồi, tại sao quán mình ấy? Dạ. Đó là do phong cách phục vụ. Và cái quán mình nó có cái không khí mà trầm lặng lắm, nó không có tươi mát. Cho nên tao quyết định kể từ giờ này quán của mình phải thật là tươi mát. Hả? Mày nhớ, khách nam tao tiếp, khách nữ mày tiếp. Dạ. Coi tao tiếp mà tiếp theo tao, nghe dạ, chưa? Dạ, dạ. Nhớ đó. Già mà chịu khó ghê nha, thiệt tình. Tao nói nguyên cái quán tao nói nó ế mà trời ơi rùi. Nó đậu đầy mà ngày nào cũng đập rùi hết trơn á trời. Không có một người khách thì ăn uống cái gì đây. Mày hả mày. Mày hả. Con quỷ nó đâu rồi, nó đâu rồi. Ê, làm gì vậy? Dạ đập rùi. Rùi đâu đập? Dạ thấy cái mục rùi của anh em tưởng con rùi em đập. Sao mày không tự đập cho mặt mày đi? Hả? Sao vậy? Một rùi mày còn thâm hơn tao đó. Em... À, quên! Trời! Anh nói em mới phát hiện em ra có một rùi đồng phục. Cùng đúng cái vị trí này nè. Xin lỗi anh, em hơi thâm hơn thôi. Ủa? Ủa? Anh vô quán em hả? Hả? Anh từ ngoài vô quán em hả? Từ ngoài vô chứ không lẽ... Trời ơi anh ơi! Trời ơi! Mày làm cái gì vậy? Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Thằng vô duyên mày. Anh có phải là khách không? Thì đúng rồi. Quán em lâu lắm rồi không có khách, thành thử ra em gặp lại anh là em mừng lắm á. Anh hiểu không? Anh đợi em xíu nha. Có người đó tiếp anh liền, tại vì riêng anh là phải có người tiếp. Anh là đợi em xíu. Nam. Dạ. Xin mời gấu mẹ Di Đệ. Dạ, xin chào anh. Anh xin giới thiệu anh. Dạ, thưa anh. Dạ, đây là à... bên quán em. Dạ. Dạ. Anh biết đây là ai không? Biết rồi. Dạ. Tiếp viên bơ hơi phải không? Này, ảnh nói chứ không phải là em. Là tại tao, cái cách quá trang tao quá tươi mát, dạ. Biết chưa? Dạ. Dạ, thưa anh, xin lỗi anh. Anh sai rồi, em quá trang 4 tiếng đồng hồ mà anh nghĩ sao là em là tiếp viên bơ hơi. Ủa, dạ. Chứ là ai? Dạ, chủ quán. Dạ, chánh quán em. Dạ, dạ thưa anh. Dạ, anh có thể cho em biết là anh ở đâu tới không ạ? Tôi từ LA tới. LA à? Ui, LA. Ủa là đâu vậy? Vậy có mày đặt nhảy lên. LA là nước Los Angeles, Việt Kiều. Trời ơi, anh là Việt Kiều Los Angeles à anh? Đâu có. Dạ, Los Angeles. LA, anh mới nói LA nè. Không, LA là Long An. Ủa sao? Tại sao LA? Là Long An. Thì An L là Long. A là An, Long An. Thì đó Long An. Ừ, tôi đâu có nói tôi từ Los Angeles gì đâu. Bà tự bà dịch, bà tự bà ép ta luôn. Mày im, tại khách nó mắc hay chưa? Long An cũng được, cũng là khách. Dạ thì anh, em xin được trân trọng tiếp anh. À, mà anh ở dưới Long An anh làm nghề gì ạ? Buôn bán nhỏ thôi. Mày tiếp đi. Ủa buôn bán nhỏ là buôn bán gì anh? Hột xoàn. À. Anh ăn gì? Dạ, quán em có đầy đủ món ăn hết đó. Anh ăn gì thì em phục vụ đó. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Mồ hôi. Trời. Khăn. Dạ khăn. Đây, khăn. Cái gì vậy? Ừ cái này là khăn hả mày? Hả? Cái khăn này lau bẩn mặt của mày thì có. Trời ơi, mày nghĩ sao mà lấy khăn này? Cái khăn này làm sao lau cái hột của tao được? Trời anh ăn nói vô duyên vậy anh? Cái gì vô duyên? Tự nhiên nói lấy cái khăn này lau cái hột của anh. Hột xoàn nè. À! Sao vậy? Hột bự quá chói mắt. Ôi ôi. Cái này chưa nhầm nhò gì đâu. Dạ. Tôi có tới 2 hột lận đó. Thôi không có giỡn anh, vô duyên quá, kỳ ăn quá kỳ quá. Vô duyên cái gì? Để coi đi. 2 hột này. Wow, sao hột anh bự mà tròn dữ vậy? Để tao tiếp. Này là cần chỗ này không phải để mua bán vé số. Đi ra cho chị. Chị ăn nói đàng hoàng nghe chưa? À? Tôi là khách nghe chưa? Không tiếp khách, đóng cửa rồi. Một khách này đủ rồi nha.
Để em. Cái quán gì kỳ cục vậy? Xin lỗi chị, dạ. Xin lỗi, bà chủ em không biết. Cái chị này chị không có bán vé số. Nhìn chị ăn mặc vậy là biết là coi bói dạo rồi. Thôi đi qua tiếp. Mày đi qua mày tiếp thì đuổi liền. Tiếp cho, để mình qua đây. Để tiếp đó, tươi mát nha. Em yêu chị. Chị qua đây chị ngồi đi, tươi mát xíu nè. Em thích chị làm chị ơi, lâu quá chúng ta không gặp nhau. Chị chắc chắn là chị Kiều rồi đúng không? Ôi nhìn cái mặt thân thương quá. Mình lau mặt nha. Ha, em kiếm khăn lau mặt em lau cho chị nha. Trời ơi em thích chị quá. Chị ngồi đây nha. Ôi thích chị quá. Ôi thân thương quá. Rất là đáng yêu. Trời ơi chị đây. Hả chị à? Hả? Gì anh? Anh à. Mới làm cái gì? Dạ em tiếp khách. Tiếp khách. Ủa? Chị chưa quên em vậy? Tiếp ai không? Em tiếp bà coi bói dạo. Bói dạo hả? Ủa sao quýnh hoài vậy? Mày nãy mày mới làm cái gì? Dạ em ôm bà. Ôm bà hả? Ủa sao tán hoài vậy? Mày biết cái bà coi bói dạo này là ai không? Dạ không. Vợ tao đó. À thì ra là vợ của anh hả? Vợ tao mày cũng ôm mày. Ôi không biết được. Sao mà vô mà không chịu nói vậy bà nội? Cũng mày. Mày sớm sơ sớm xác quá mà. Người ta là bán hột sò mà mày nói người ta đi coi bói. Trời đất ơi, vợ người ta mày nhào vô mỡ mày bị đánh là phải rồi. Mày có mắt mà mày không trồng. Đúng rồi chị. Dạ nó tệ quá chị. Nó à. Có mắt mà như không trồng chị dạ. Hả? Còn chị sáng mắt quá. Dạ chị nãy chị nói em là gì? Dạ hồi nãy là em nói chị sao bán vé số hả? Tại hồi nãy cái mặt gì rồi bán vé số hả? Em đâu biết hồi nãy chị mà vô đây. Im. Hồi nãy mới làm gì? Dạ em tiếp khách. Tiếp khách nè. Biết tiếp ai không? Dạ em tiếp ông chủ. Tiếp ông chủ nè. Ông chủ là ai? Dạ ông chủ là chồng chị. Chồng chị sao em ơi? Trời ơi trời đừng quýnh mày. Dạ em xin lỗi. Dạ em xin lỗi chị. Dạ em không mình biết. Mình tỉnh đi mình ơi. Ta hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm cái gì? Tôi ôm nè. Nói tại sao ôm nó? Tôi ôm hồi nào đâu, không tin mà hỏi thằng này coi. Dạ đúng đúng, em làm chứng thì anh không hề ôm. Là bà chủ em bà mê trai, bà sấn vô bà ôm trước đó, rồi một lát anh mới ôm lại thôi. Dạ. Nhiều chuyện. Nói đúng tại sao thác nó. Đi về, không ăn uống gì nữa trơn trời á. Cái quán này nè, tôi nói cho chị biết ngày mà tôi thua kiện cái quán này. Cái quán này cái quán trá hình. Cái quán gì giống như cái quán bia ôm vậy. Dạ, em xin lỗi chị. Dạ, chị đừng thương kiện em. Dạ, quán em không có trá hình vậy. Dạ, đây là phong cách phục vụ của quán em. Dạ, nam tiếp nữ, nữ tiếp nam. Giờ bị anh chị không đi chung người trước kẻ sau cho nên em mới làm như vậy. Dạ. Đúng rồi đó, nhờ kẻ đi trước người sau. Tôi ghé tôi mua có chút xíu đồ nè, tôi qua trễ. Tôi mới biết là cái quán này nữ ôm nam, rồi nam ôm nữ. Không có ôm là trá hình. Không có, tại cái phong cách nó là tươi mát á. Bà chủ em, bà dạy cho em tươi mát. Em gặp chị em tươi luôn. Nhà nãy nhìn chị em không muốn hối lắm mà tại em cố. Đi về. Không ăn uống gì nữa hết á. Dạ, đi về. Dạ, thua kiện cái quán này. Dạ thôi. Dạ em xin lỗi chị. Dạ tại vì quán em ế quá cho nên nghĩ những cách tẩy bà không. Dạ thôi em chừa em không dám nữa. Dạ thôi giờ anh chị cứ ngồi để ăn uống đi nha. Dạ quán em sẽ phục vụ anh chị. Dạ bớt anh chị 80%. Cái gì? Cái gì hả? Không được thì thôi. Không được thì thôi làm gì dữ vậy anh? Thôi này. Không được thì thôi. 80% thì được. Trời ơi được sao anh phản ứng dữ vậy anh? Ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên mà biến thái sợ luôn. Tôi nói cho ông biết. Bây giờ có Huy tôi cũng không ăn. Cái quán gì mà ông ở đây cho nó ôm ông nữa hả? Rồi nó nhào vô nó ôm tôi luôn thì sao? Bà tỉnh đi, làm cái gì đâu mà ra lớn vậy? Dạ không có. Thôi được rồi, bà không muốn ăn thì thôi. Bây giờ tôi nhờ nhẹ nhẹ không? Dạ. Vợ chồng tôi thích ăn cái món này lắm. Dạ. Vô nó trong nấu cho tôi hai cái món này ngon. Để tao nha. Dạ để em vô. Em kêu đầu bếp nấu. Sẵn em chỉnh lại mặt em. Dạ bị tát quá bên đỏ bên trắng. Dạ. Đi về. Cái gì đói bụng mà chán chờ chút đi. Đi về. Trời ơi thằng mì để từ từ người ta nấu chứ. Bà sao? Vô dặn chị ơi từ từ chị ơi. Thời gian nước nó phải sôi từ từ. Nó muốn trụng mì cũng phải có nước sôi. Nhanh lắm chị ơi. Ta đã mì gói mà trụng. Đi về. Trời ơi sao cứ 3 giây bà làm cái tôi cũng đứng tim vậy. Mà giống trời. Như cái máy vậy đó anh. Ờ. Ủa em cũng thấy là anh chịu đựng cũng giỏi lắm chứ phải không đâu. Thôi mày. Đi về. Nữa. Thôi bà nữa rồi. Chờ chút đi mà. Chị 3 giây rồi. Đi về. Đó. Không phải vậy mày. Em nhắc chị thôi mà chị quên. Em nhắc chị. Ra đi mày ơi. Mày lâu quá. Dậu chỗ đó. Mày à. Rồi tới rồi. Mày à. Cái này hảo hảo ngon lắm à. Số 1 à số 1 à. Ăn đi. Đi về. Thôi vậy tính tiền đi. Thôi tính tiền đi. Thôi tính tiền hả. Rồi tôi tính tiền. Đây bây giờ tính nha. Cái này 1, 2, 3, 4. Đi về. Cái gì vậy?
Thì người ta đang tính tiền, để người ta tính tiền cái. Đang tính tiền, ta đem dần xong rồi la cái quên là phải tính lại từ đầu rồi. Trời ơi, mệt ghê. Tính đi chút, tính đi. Thế là bây giờ, gì thơm thì cộng... Bây giờ là chết cha không biết tính sao luôn rồi. Cái sao vậy? Dạ. À, bây giờ mì á, mì hai gói à, ông đem lại. À. Tôi vô tôi chế nước sôi thôi. À. Nước sôi đâu có nhiều tiền mà tính. Là vậy bớt 80% nữa. Thôi, cho luôn á, khỏi tính tiền. Ờ vậy. Không được cái gì chứ cho luôn không được, phải có tiền chứ lát vô phải trừ lương sao? Trừ lương cái gì bây giờ tính qua tính lại rồi trừ là 80% nó tính ra. Cái nước sôi này cũng là khoảng là 500 lồng bạc. Nó 500 lồng bạc nó trừ trừ 500 lồng bạc đi có gì đâu. Bây giờ sao? Bây giờ tính sao? Thôi 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 khỏi tính tiền đi, đi về đi rồi lấy cái này về ăn luôn. Cho luôn cái tô người ta lấy cái gì mà ta đem về ta ăn, người ta phải có cái lầu đựng người ta đem về người ta ăn chứ. Ê chết chết. Nóng quá sao mà bưng? Bưng cái gì là bây giờ lấy à, lấy cái tô à, lấy luôn cái mâm rồi lấy luôn lôi lửa đi, lấy hết rồi về lại ăn đi. À thôi khoan khoan khoan. Tôi xin hai cái chén này luôn nha để. Rồi hai cái chén này chút à. Súp cho nó sợ nóng á. Ê có lấy nước tương không? Lấy nước tương rồi vô lấy cho liền. Thôi. Trời ơi bà, cái quán này quay quần quán này công nhận thiện cảm ghê ha, hiếu khách quá. Ê mốt để tôi tới đây thường xuyên nó nấu mì cho bà ăn nha. Đi về. Về. Đi về. Về đi về bà la quá. Chị, ba dây được chị. Dạ, đi về chị, dạ, dạ, không ngày gặp lại. Ôi, các bà này hay quá hả? Giống như là bắt cài sẵn cái đồng hồ báo thức vậy á. Ôi, chút xíu hỏi dạ, lấy về. Không lấy về nè, ha. Rảnh quá ha, nghĩ làm sao ha. Mang cái mì tự nhiên, ha, nấu cho người ta không tính tiền thôi. Còn cho luôn cái tô, cho luôn cái chén, bà chỗ. Cái gì? Chết dòng ha, quá rồi ha. Cái gì vậy hả? Tụi bay làm cái gì vậy hả? Đã cái quán ế rồi mà tụi bay gây lộn thì còn cái gì nữa mà sống hả? Chị ơi, bây giờ nó nấu mì ra cho người ta nó không tính tiền. Bây giờ cho luôn cái tô, rồi cho luôn cái chén, cho luôn cái rửa, cho luôn cái mâm không tính tiền. Trời ơi. Không phải, bà chủ kể bà chủ nghe biết sao không? Kể cái gì? Mày nghĩ làm sao vậy? Mày im cái mỏ mày lại kia. Mày nghĩ là quán tao đã ế rồi, là bây giờ tao muốn bán tao muốn có khách để trả lương của tụi bay. Tao thiếu tụi bay 3 tháng lương rồi mà. Đã bán ế ha, bốn 80% rồi, bây giờ mày còn cho khách cái dĩa, cái mâm, cái tô, cái chén hả? Tao trừ mày tiếp 4 tháng lương nữa. Nó từ từ đi, có gì đâu. Trời đất ơi, bây giờ cái tiền bà trừ tôi còn nhiều hơn là cái tiền lương của tôi có nữa đó. Bà trừ ai lỗ biết liền à. Mày... Alo, sao anh? Em tới nơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Không thể nào nhân nhượng được hả? Dạ, em biết rồi, để em. Mà không có đi làm cho nên em không có đem đồng phục. Sao? Mặc đồ này hả? Dạ. Anh để em giải quyết cho. Mấy vụ này em giải quyết nhanh lắm. Rồi, không thể nhân nhượng hả? Quất luôn. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Trời ơi, lẹ lên đi, em có tin này hồi hộp lắm. Mình ơi, lẹ lên. Anh Đài, anh sẽ đến ngay. Đây là ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ở đâu? Chết rồi, nghe tiếng mà không thấy người. Có ai thấy chồng em đâu, chỉ giùm em đi. Mình ơi, trời ơi. Có chuyện gì mà vội vàng quá vậy? Nói mình nghe. Em mới đi bác sĩ về. Em đi bác sĩ về hả? Ừ. Rồi bác sĩ có về không? Hả, không có. À, quay bác sĩ ở bệnh viện với về đây chị. Ừ, anh biết sao không? Có chuyện gì? Bác sĩ nói à, em bình thường không có gì hết. Rồi, rồi mà... mừng rồi. Mà chắc em chết quá mình ơi. Mình chắc em chết quá. Ngồi xuống chắc đi. Chắc em chết. Thôi đừng buồn. Hả? Không có chi phải bùng hết. Con người mà, sống chết có số. Không chết trước thì chết sau. Mình chết trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Không có chi bùng hết.
Thôi đây được rồi, để anh nói cho nghe. Dạ. Anh sẽ làm theo ước nguyện của em. Hồi xưa em nói là em thích hơn ngàn mét đất ở bên quận Bả. Dạ. Bây giờ em sắp chết rồi, anh sẽ mua cho em hơn mét bên quận Bả. Mình nói gì vậy, mình có lộn không? Em không có chết. Em nói em sắp chết rồi. Không có, em nói là em mệt, em muốn chết. Em mệt thôi. Em mệt muốn chết hả? Dạ. Nuôi không mà... chỉ cần làm anh muốn chết luôn. Nhưng mà anh ơi, có chuyện chi mà em vội vàng quá vậy? Em đi khám á. Em đi khám. Bác sĩ nói cho em một cái tin này. Bác sĩ mà... nuôi tiền dây, nuôi tiền dây. Nuôi từ từ bình tĩnh. Dạ, không dạ, có dạ, gì dạ, phải vội vàng quá vậy. Bình tĩnh dạ. Dạ. Nuôi đi nuôi. Bác sĩ nói em á là chưa có chắc chắn. Chưa chắc chắn. Đừng có báo cho người nhà. Mà chắc chắn chuyện gì? Chắc chắn chuyện gì? Em nôn quá, báo cho mình biết nha. Đừng có vội vàng quá vậy. Dạ từ từ để em nói. Rồi đừng. Mình biết sao không? Em bị trễ 1 tháng rồi đó mình. Mình vui không mình? Minh. Hả? Nuôi lại một lần nữa, đừng vội vàng quá vậy. Em bị em bị gì? Em bị gì? Em bị trễ 1 tháng rồi. Gì? Mình mừng quá hả Minh? Ôi, anh vội vàng quá vậy. Juliet của lòng anh, Romeo của lòng em. Thật là hạnh phúc quá. Chúng ta sắp có con rồi. Thôi, cảm ơn. Cảm ơn ông thần trứng đã mang trứng tới cuộc đời của em. Thôi, cảm ơn ông thần tạ đã mang sinh lực đến cuộc đời anh. Sau những ngày tháng tập tạ vất vả, ăn cũng tập, uống cũng tập, thậm chí đi toilet anh cũng cầm cục tọa theo. Và cuối cùng, cảm ơn ông thần đẻ đã cho chúng ta một đứa con. Ôi, ôi, Juliet, Romeo, X ơi. Hả? Kể từ ngày hôm nay trở đi. Dạ. X không phải lồn chi cả. Cứ nghỉ ngơi, cứ nằm nghỉ, ăn ngập mạc rồi đẻ. Dạ. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cố gắng ăn đồ bổ suốt 9 tháng 10 ngày. Đúng. Còn anh, em sẽ mua cho anh thật nhiều mì gói để ở nhà. Rồi anh đói là anh cứ việc ăn thôi. Ôi, 9 tháng 10 ngày xa, em sẽ đẻ cho anh một em bé. Còn anh, sau khi 9 tháng 10 ngày ăn mì lúa, anh sẽ đẻ một con gáo đỏ. Con gáo đỏ dễ thương mà. Romeo. Juliet. Chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Có sự cố. Sự cố gì? Em giặt đồ rồi nhưng mà chưa có phơi. Không. Từ ngày hôm nay cho đi, em không phải làm gì cả. Như anh đã nói rồi, cứ nằm nghỉ, nghỉ ngơi, ăn ngập mạc rồi đẻ. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em hạnh phúc quá. Chỉ cần có Romeo. Chỉ cần có Romeo. Không cần cái máy giặt xanh vô. Mình thật là hạnh phúc quá. Có một người chồng thương vợ như có vậy. Có ai nhà không? Ai đó? Chào anh. Anh tìm ai ạ? Chào cô. Tôi muốn gặp chủ nhà. Dạ, chủ nhà là tôi đây. Được, nếu cô là chủ nhà, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cô đã trễ 1 tháng rồi đó. Ủa, tôi trễ 1 tháng mà sao anh biết? Xin lỗi cô, những lần cô gọi điện thoại tôi tới với cô, tôi đều ghi trong sổ hết. Thành thử ra cái việc trễ 1 tháng của cô nằm trong hồ sơ của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà tôi trễ 1 tháng đâu có liên quan gì tới anh không? Anh ghi sổ nữa. Cô đừng nói như vậy. Cái trễ 1 tháng của cô làm tôi mất công việc làm. Hả? Nếu cô không trễ, cô còn gọi tôi tới lui với cô. Còn bây giờ cô trễ, coi như tôi không được gặp cô.
cha mẹ tôi phải sống như thế nào đây? Hả? Gia đình tôi phải sống như thế nào đây? Trời, cô đã giết cả gia đình tôi, cô biết không? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Để tôi nói rõ ràng cho anh nghe nha anh. Là như vậy nè, là tôi bị trễ tháng đúng không? Đúng vậy. Dạ. Thì cái chuyện này là chồng tôi biết, rồi tôi biết. Mà đâu có liên quan gì tới gia đình anh mà. Đâu có liên quan gì tới gia đình anh đâu. Những lời cô nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả? Tôi nói cho cô biết, cái chuyện cô trễ một tháng rất liên quan tới tôi và gia đình tôi. Anh làm tôi không hiểu gì hết á. Cô không cần hiểu. Tôi muốn cô giải quyết cái trễ một tháng đó đi. Giải để quyết tôi hả? Có công việc làm không trở lại. Mình ơi Mình, ơi cứu em Mình ơi. Anh đây. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Khủng bố Mình ơi. Anh đây có chuyện gì mà em vội vàng? Vội vàng làm chi, trách nhau bạc tình em? Em không hiểu gì hết. Có chuyện gì? Gia đình mình có khách. Chào ông. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa rồi em trễ một tháng mà hắn biết ha nữa. Em cũng biết đó Mình ơi. Xin lỗi, ông là gì trong ngôi nhà này? Tôi là chồng. Xin lỗi ông. Những lúc cô ấy điện tôi tới với cô ấy, lúc đó ông không có ở nhà. Cho nên... À, thì ra là cái trễ một tháng là do ông. Ông đừng có chơi cái trò một thằng ăn ốc rồi bắt một thằng đổ vỏ như vậy. Tôi không đồng ý. Hả? Ê. Dạ. Ô. Tà đang anh quá đoàn hoàng với em. Anh đấu xử anh quá chung thị. Tà đang. Em vội vàng quá vậy. Em đánh với người đàn ông này làm cái gì? Không em đánh người đàn ông này làm cái gì? Để bây giờ em một tháng, hai tháng gì hắn biết hết trơn. Trời ơi, em đâu có biết gì đâu. Em giải thích cho anh biết đi. Đừng giấu giếm nữa. Hai người đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đừng giấu giếm làm gì nữa. Thì ra quá. Là trễ một tháng là do ông ấy. Tất cả đã bị bao vây. Cô chết mẹ ai vậy? À, anh ơi, em không có gì trong nhà này hết, em đi. Điểm đi. Nha. Sao xui vậy? Yêu cầu tất cả không được manh động, bởi vì mọi hành động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, biết chưa? Anh ơi, không nên vội vàng quá vậy. Mình ơi, mình có cứ gây thù quán với ai không mà anh sao đâu có làm gì đâu mà chỉ bữa nay mà ai vô nhà mình cũng ăn cũng có cái máu mạc ghê quá. Tôi trân trọng thông báo, tôi tha thiết muốn gặp chủ nhà đâu. Bước dạ. Qua đây. Đây. Dạ tôi. Tôi không có dính líu gì hết nha. Im đi. Không phải tôi hèn, nhưng mà tôi muốn sống nha. Để đó, lát xử sau. Hả? Có luôn hả? Tôi có tôi chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Đúng. Tôi trân trọng thông báo cho các người biết, hôm nay cái quyền sở hữu ngôi nhà này đã không còn thuộc về các người nữa. Ủa gì kỳ vậy? Có thai mà mất sổ đỏ hả mình? Hả? Sao kỳ vậy? Có chữa mà mất sổ đỏ, trớt quớt rồi. Ủa mà anh ơi, bình tĩnh, cái chuyện phải có lý do, bình tĩnh, anh không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng cái gì? Tôi nói có sách mách có chứng. Đây, tôi không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì, tôi không cần biết. Ê, ông đừng có nói bậy nghe cho anh. Nói bậy cái gì? Nín đi, im để cho người ta nói. Sao ông chọt vô là tôi chết lây nữa à? Anh nói tiếp đi. Không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì hết, nhưng cách đây một tháng có một cặp vợ chồng cầm sổ đỏ của ngôi nhà này đến công ty của chúng tôi cầm. Sao? Cố và hợp đồng ghi rõ nếu sau một tháng không đóng đủ tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty chúng tôi. Một cặp vợ chồng đúng đến cầm sổ đỏ hả? Đúng. Rồi chết rồi, mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu nè. Quánh nó đi. Ồ. Tại sao anh phản bội em? Anh có người đàn bà khác à? Không có, anh không có, anh chỉ có mình em ở Ly Du. Anh đúng là người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lời làm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta.
Thôi đánh đi bà. Bà hát nãy giờ không đã hả? Bà hát hoài vậy ha? À, bà hát mấy tiếng hồ đó, ba bốn tiếng hồ mà không sướng hả? Không. Hát gì mà hát quá hả? Hiếp em kìa. Hát mà làm cho hàng xóm phải ngồi chờ mấy tiếng hồ. Đào đương. Đúng rồi. La đó. Là đúng đó. Một lát tôi xử nhẹ cho. Nè, ông kia. Cái gì? Ông núa cái chuyện không phải có bàn chứng, không phải có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả. Đúng rồi đó. Cái gì không phải có lý do, không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng hả? Đây, tôi có bằng chứng đây. Bằng chứng đâu? Đem cô đi, anh là người trong sạch. Đưa tôi đọc cho, tôi là người ở giữa tôi đọc. Đúng không? Tôi là người ở giữa tôi đọc đúng không? Ông làm chứng đi, ông làm chứng với vợ chồng tôi. Tăng 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 thiên thừa dẫn. Đi ra. Dạ. Thôi đọc đi. Trời ơi. Làm cho nó vui, nó quên quánh mình. Bàn chứng đâu? Bàn chứng đâu mà tôi mèo mã ở đồng, tôi cầm căn nhà này hồi mô. Bằng chứng đây. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi. Tôi tên là Trần Châu Đốc. Đúng không? Đúng, đúng. Và vợ tôi tên là Nguyễn Trần Trọng Thủy Mỹ Châu. Trời đúng. Đúng không? Tên tôi đó. Trần Châu Đốc, nickname Rô Mèo. Rô Mèo cho ai cho? Ở vậy hả? À, ở xã tôi kêu Rô Mèo không à. Cái tên tôi xoan đặt thành con mèo luôn tồi lô. Trọng Thủy Mỹ Châu, nickname Juliet. Đúng, chính xác. Chính xác. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cầm sổ đỏ của ngôi nhà này. Nếu sau một tháng không trả đủ tiền thì quyền sở hữu của ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty sổ chủ sở hữu sổ đỏ. Mày có học chữ không vậy? Không phải mà nó bị mờ. Mày bị đọc cái đoạn đó không mà tao lên ruột à. Nó bị mờ. Tao không biết tao chết hay tao sống mà mày đọc lâu vậy hả? Nó in mờ. Đây. Mà địa chỉ để yên người ta đọc đi. Thì đọc nhanh đi. Địa chỉ sổ đỏ 234-78 Cách Mạng Tháng 8. Đúng không? Ủa sao? Nhà tôi là 234-87 mà. Lộn không vậy? Ủa gì hả? Xin lỗi tôi lộn. Ủa vậy sao hả? Ba nội cho mày. Đồ cái thằng tào lao. Ba nội cha mày. Gia chủ nhà đang... không chửi tao cũng chửi. Mà thay gia đình nó làm phải lên ruột à. Gia đình nó hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Vô núa tùm bại tùm bọa. 234 bà tóm tóm bà chi. Tôi mời anh ra đây. Mày kinh thiệt. Tôi mời anh ra đây. Chuyện của nó là nó lộn địa chỉ. Còn tôi chắc chắn là không chứ. Ông có lộn gì không? Ông tôi đến đây để giải quyết cái chuyện trễ một tháng nữa hả? Nếu anh không đồng ý cái trễ một tháng đó mà anh không giải quyết, tôi sẽ quyết định cắt của anh. Hả? Cắt? Nghe, đừng có giỡn mạt nghe. Tôi đưa ra pháp luật đó nghe. Xin lỗi anh, tôi không thưa anh thì thôi. Anh không có cửa thưa tôi đâu. Ông làm như đứa lòng xúc phạm tới cơ thể bao đầy của tôi. Ai làm gì mà xúc phạm? Ông cắt rồi cắt cái gì? Ông tào lao, ông thiếu tiền điện tôi cắt điện chứ sao? Hả? Nhà này trễ một tháng tiền điện rồi. Ủa mình chưa đóng tiền điện hả mình? Đã trễ tiền điện thì nhân viên thu tiền điện của công ty điện người ta tới thu. Mát mớ tới ông. Tôi là nhân viên thu tiền điện. Mẹ đồ gì mà tiền điện vậy? Không, đang đi chơi rồi ông sếp ông biểu chạy đi luôn. Bà nội cho mi nè. Bình tĩnh anh ơi. Cho mi đứng lại. Trời ơi. Sao xui vậy? Thôi mọi chuyện sáng tỏ hết rồi mình ơi. Làm em phe hú dí à mình. Mẹ bò đang hạnh phúc. Tự nhiên đưa vô đồ két. Két ông nội mi hả? Bình tĩnh đi mình. Đứa két. Đứa tịch tu nhòa. Thôi em hiểu mình rồi, em tin mình. Cái nhòa chứ mới tịch tu. Mình nhà chi á, không hợp phong thủy. Anh hơi nóng tính, anh không nên vội vàng quá vậy. Em hiểu mà. Mình ơi. Rô Mèo đây. Ép đây. Chưa trả tiền điện nữa. Bà nội cho đi. Tiền điện cái gì nữa? Tét nhọt đi. Nó tét nhọt đi. Tao mày cho mày cứ quýnh nhật đây miết nữa mày. Juliet Romeo. Tất cả nó bị bao vây. Một phải bà nội cho mày. Trời ơi tôi nói nhà cái bên ông ơi. Tiếp tiếp tiếp. Cái nhà gì đi trời. Thứ gì đâu. Chó đẻ. Romeo Juliet. Anh sẽ vì em lượm cho thằng bé. Em sẽ đưa con đến tận muôn
mầm trời. Anh sẽ vì em lộn thơ tình ơi. Anh sẽ gom lại cái thành lâu đài. Đêm trăng nào tới, đợi chiều về, hôn trăng nào tới. Đợi một ngày, ông doan đời mới. Sống hai đứa, chúng ta mà thôi. Tình tất cả đã bị bao dây. Tất cả giọng nhòa đi chú bác. Ở cái xóm này miếng mạnh nhất đào của anh. Giọng nhòa, ra giọng nhòa giùm tôi đi mấy chỗ. Trời ơi, khổ ghê vậy. Ta đang làm quản lý nhà hàng tự nhiên giờ đứng ra ngoắt khách giống quỷ ghê. Khác cái là mấy đứa kia nó đứng ngoài đường rồi tôi đứng trong quán thôi đó. Rảnh ghê vậy thiệt. Trời đất ơi, trang phục sang trọng. Thôi đúng rồi. Chê dạ em mời chị An cái bàn tọa. À là An tọa đó phải không? Dạ đúng rồi, mời chị. Em rước chị vô kiểu này chị có cảm giác chị giống như là hoàng trâu cách cách vậy đó. Dạ. Còn em giống như là thái giám. Chị thật là có duyên. Em vừa thấy chị từ xa là em thấy chị thân thiện liền. Chỉ mặc cái bộ đồ này em nhìn là biết chị ở đâu rồi đó nha. Nếu tiếc em thì anh hãy nói với ai nè. Chị ở bên Lào phải không? Ừ, phải công nhận á là cái gu thời trang với âm nhạc của em đạt mức siêu đẳng luôn á. Dạ. Em hát nguyên một bài cô gái Trung Hoa. Cái em hỏi chị phải bên Lào quá không? Xin lỗi em, chị đến từ Thái Lan. Ồ, dạ chị là người Thái Lan hả chị? Dạ em đâu có biết. Dạ chị, dạ em nói là ta chị nghe là em là quay quần quán. Quán của em có bán rất là nhiều thức ăn, rất là ngon, rất là hấp dẫn nha chị. Từ Tây sang Ta, từ Đông sang Tây, từ Lào sang Á, từ Châu sang Mỹ. Nói chung là em có biết em nói cái gì đó. Nhưng mà nói chung là nhiều món lắm. Chị ăn món nào chị? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Không, em đang tư vấn chị đồ ăn á chị. Em hiểu là cuộc đời nó bất công rồi, nhưng mà ý là em nói gì nè, quán em có bán nhiều đồ ăn lắm ha, nhiều cái loại đồ ăn, có như là trên rừng có, dưới biển có, giống như là hải sản là cũng có hải sản, tôm cua cá ha, hay là lâm sản cũng có lâm sản, rồi đặc sản cũng có đặc sản. Bây giờ chị muốn ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó. Em hiểu, em là đàn ông em hiểu mà. Em hiểu em như thế nào mà. Nhưng mà chị có biết em đang nói gì không? Chị biết chứ. Chị có nghe em nói không? Chị nghe chứ. Mà chị hiểu em nói gì đúng không? Chị hiểu mà. Đó thì bây giờ em đang tư vấn chị nè. Em nói là quán em có rất là nhiều đồ ăn đúng không? Đặc sản có, hải sản có, lâm sản có. Chị ăn cái gì nè? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Không chị, bây giờ mình phải làm rõ chút xíu. Chị hiểu không? Mình phải làm rõ cái chuyện này xíu. Chị đây là quán ăn. Chị hiểu. Đây là quán ăn. Đúng. Chị có vô quán ăn đúng không? Đúng. Đó chị, em là gì chị biết không? Phục vụ. Em là phục vụ đúng không? Đây là chị đã quán ăn đúng không? Mình vô quán ăn thì mình phải ăn uống đúng không chị? Đó, bây giờ chị muốn ăn cái gì? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Cái câu này nãy em nghe rồi. Nhưng mà bây giờ em nói một lần cuối nè. Đây là cái quán của em. Mấy tháng nay em chưa có khách chị. Chị hiểu không? Chị sáng hiểu. Em mới tiếp một thằng cô hồn ở đầu đốt quán em là em sợ lắm rồi. Bây giờ chị vô đây là chị vô quán ăn đúng không? Đúng. Chị có ý thức được chị đang ngồi trong quán ăn không? Chị hiểu mà. Em là ai? Phục vụ. Đúng rồi, đây là đâu? Quán ăn. Đúng không? Chị ăn thì mình phải ăn đúng không? Đúng. Đợi chị ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó em. Bây giờ bà muốn cái gì bà nói đây. Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi. Tôi biết câu phụ nữ là chịu thiệt thòi rồi. Bà từ nãy giờ một câu chuyện mà có ba câu bà nói đi nói lại hoài. Tôi không biết cái chuyện gì đang xảy ra với bà. Bây giờ tôi hỏi bà tóm lại một câu ngắn gọn là bà muốn cái gì? Chị muốn uống. Thà như vậy đi chị. Trời ơi chị nói em nghe, chị muốn uống vậy đi. Chị uống cái gì chị? Em cho chị một ly cam giác. Đó vậy đi, trời tôi nói đơn giản thôi. Em thích chị nói nè,
Dạ. Cam tươi dắt nha em. Dạ. Trái cam lựa tròn ngọt nha. Cam chín cay nha em. Vì sao? Đó là món uống ưa thích của chị. Dạ. Chị hồi nào đến giờ chị rất là trung thành với lại cái gu ẩm thực của chị. Dạ. Em biết không, từ nhỏ lúc 2 tuổi chị đã uống nước chanh rồi. Ừ, nên lớn lên chị chỉ uống nước cam thôi. Em hiểu là tại sao chị đeo cái nơ như vậy rồi đó nha. Để chút xíu vô pha nước cam cho chị nha. Thích chị ghê. Cam tới rồi, cam tới rồi. Không có tiền là không có cam. Làm ơn đừng bao giờ nói với em nghe là chị còn 3.000 nha. Không, tiền thì chị nhiều lắm. Cảm ơn chị, em yên tâm rồi, có tiền là em vui rồi. Nước cam đó em dắt đúng như thế cả. Gì vậy chị? Ủa chị tự nhiên không uống hay bỏ gì vô mà nó sủi thế ghê vậy? Em biết không? Dạ. Đây là món uống ưa thích của chị. Đúng rồi, em biết mà. Dạ, có lẽ đây là lần cuối cùng chị uống món uống này. Gì vậy trời? Ủa chị tự nhiên giờ vô uống thì lần cuối cùng lần sau giờ chị muốn cái gì? Cái đó là cái gì vậy? Thuốc độc. Trời ơi, sao uống nước cam tự nhiên liền thuốc độc vô làng sao? Bây giờ chị muốn cái gì? Chị muốn chết. Rồi nữa rồi, tới nữa rồi. Trời ơi, sáng giờ cái gì được không? Trời ơi, cái gì vậy bà ngoại? Bà muốn chết, bà đi đâu rồi? Bà vô đây làm chi vậy bà ngoại? Cái gì vậy? Bây giờ cái chuyện gì xảy ra với chị? Cuộc đời nó bất công lắm em. Tôi biết cuộc đời nó bất công rồi, đàn ông nó làm như vậy phải không? Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Trời ơi, nguyên câu chuyện bà có 3 câu mà tôi thuộc là bà nội ơi. Bây giờ bà muốn cái gì? Chị muốn chết. Không có uống nha, tôi có giỡn mặt bà chết bà đi vô khám chết nè. Bà uống ở đây. Ê, chị để cho chị chết em à. Em để cho chị chết. Đàn ông nó là như vậy đó. Không có đàn ông như vậy. Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Tôi không giỡn nha. Để chị, để chị. Tôi giỡn mặt bà. Tôi nổ điên nè. Tôi giỡn mặt với bà hả? Cuộc chết đi đâu chỗ khác chết đi, tự nhiên cái quán người ta đã ế rồi. Cuộc chết đi ám luôn cái quán này cho khỏi bán hả? Muốn cái gì hả? Tự nhiên sáng sớm vô đầu chết làm sao bây giờ muốn cái gì hả? Bực mình cũng chết rồi hả? Hả? Nói chuyện mà khác nữa cũng chết à? Quá bực. Ờ, chúc mừng em. Em đã uống ly thuốc độc của chị. Trời ơi, bà ngoại. Bà ngoại đeo nơ. Trời ơi, trước khi bà đi bà cũng kéo theo đồng bọn nữa hả? Trời ơi, tôi kêu đồng bọn bà ra bà còn bạn nhiều lắm. Bà chủ ơi, bà chủ. Ai ơi, bà chủ ơi, chết tôi rồi, bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Dạ thưa quý khách, nhà hàng của em theo phong cách phục vụ được phăng xe thủ đô của Brazil xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa em, ai mà lố hơn chị vậy em? À, bà chủ em với chị. Mà em thì có tao kiếp khách à. Dạ thưa chị, chuyện gì đã xảy ra mà chị không hài lòng vậy chị? À, cái vấn đề là tôi kêu ly nước. À, em biết rồi, vấn đề là chị kêu ly nước cam. Đúng. Nhưng mà nó làm không uống đúng ý chị, cho nên chị giận, chị hờn, chị trách chứ gì. Dạ thưa chị, như cái ly nước cam này đó. Dạ, nó... cam giác, dạ. Quán em lúc nào cũng bán cam giác. Cam giác chứ tụi em không bao giờ là lấy nước ngọt bỏ làm nước cam giác đâu chị à. Cái vấn đề nó ở cái chỗ. Vấn đề là cái ở chỗ là có lẽ là cái thằng này nó làm không đúng ý chị. Dạ thôi, thì để em nếm thử. Dạ, em nếm thử cho chị coi. À, đừng. Mày im. Ồ, cam hơi đắng. Nhưng mà chị à, có lẽ là cam để lâu ngày nó hơi héo. Mà nó dắt mạnh tay cho nên nó hơi ra cái chất đắng. Thôi nhưng ý chị tôi à, muốn nói là em biết rồi. Đừng. Ý chị muốn nói là em đã lỡ uống rồi. Mà khách không uống, mà chủ quán uống vậy rồi thì em xin tạ lỗi chị. Em sẽ uống hết ly này. Rồi sau đó em sẽ kêu nhân viên của em sẽ đem ra một ly nước cam và em tự tay em dắt trước mặt chị cho mày. Mày em, mày thấy chưa? Mày dắt nước cam như thế nào? Để cho người ta là. Dạ em xin lỗi chị. Dạ. Ý của tôi là em sẽ uống hết và đây. Đừng, nào nghe. Uống đi, uống đi. Nó hơi đắng nhưng em sẽ uống hết để tạ lỗi với chị. Thôi uống đi chị. Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em xin lỗi chị mà. Còn chia, hút hút cho lẹ đi nè con. Uống đi, ráng đi, chứ nước cam ngon lắm. Ừ. Le français, bonjour, bonsoir, asseyez vous. Em đã uống hết ly nước cam rồi. Hay quá, chúc mừng chị đã vừa uống hết một ly thuốc độc. Dạ, cái ly nước cam này là của em kêu. Mà hồi nãy em có bỏ viên thuốc độc vô trong đó vì em muốn tự tử. Mà chị uống hết rồi đó. Tôi là tôi tính chết thôi. Mà ai ngờ chị với lại thằng này lanh quá. Dành luôn cái chết của tôi à. Thôi, tôi về nha.
Em à, có lẽ là hôm nay cái chết của chị nó không có thành. Vậy thôi bye bye hai người nha, cho mình xin cái giỏ. Trời sao bà giả tâm mà bà tỉnh bơ. Thôi trước khi đi chị cũng báo tin vui với hai người. Dạ. Thật ra cái viên thuốc hồi nãy là viên thuốc chống cảm thôi. Hôm qua chị bị mắc mưa đó, nên chị tính là uống một viên C cho nó giải cảm rồi chị mới chết sau. Thôi hai người đừng có lo nữa, chị đi nha. Không có vấn đề gì đâu ha. Em có đưa chị ra không? Đàn ông lúc nào cũng vậy á. Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thôi. Đi mẹ đi má. Cuộc hay đời bà đã cho đọc bà hả? Con điên. Mày chết rồi có đầu tư quá ha. Mày giải cảm là mày mới chết hả mày? Con điên. Mày mới điên. Trời ơi bà nội ơi. Mày nghĩ sao vậy? Cái gì em sẽ nói chứ. Rủi mà hồi nãy là một ly nước độc thiệt thì còn gì là đời tao nữa hả? Cái tại chị không á. Chị uống em cản chị rồi chị kêu em nín. Em mở miệng ra chị kêu em nín. Chị không cho em nói mà. Ít ra là mày mới biết khách hàng nó thuộc loại gì. Mày để nhìn cặp mắt của nó. Chị mắc cười quá chị nói mày là. Mày biết cặp mắt của nó là cặp mắt không bình thường. Cặp mắt muốn chết mà tại sao mày rước nó vô đây. Ai chị kêu em. Bây giờ mày nghe lời tao. Mày không ra ngoài đó mày nắm những người khách có những cặp mắt đó nữa. Phải lựa những người nào có cặp mắt thân thiện. Mà thôi mày đừng lựa nữa, mày đứng tại chỗ cho tao. Khi nào khách vô tận đây rồi thì mày mới rước vô. Dạ. Mày đừng để cho tao phải lên tiếng một lần nữa, mày biết chưa? Dạ, được phân xe vô thay đồ. Được phân xe. Được mong chưa? Trời ơi, nè. Ngày nào tụi mày cũng ra để đá banh cho bà phá làng phá xóm, tụi mày biết ồn lắm hay không? Không có bán buôn được cái gì trên với cái đám người mày kìa chưa? Nguyên cái đám ồn hả? Tụi mày tới giờ linh là tụi mày hiện hồn ra, tụi mày phá nhà phá cửa nhà của ta ha. Cái thằng này nghe chưa ha? Mày bận áo vàng, mày bận quần xanh rồi mà chơi thêm cái đồng hồ màu trắng nữa, mày ăn bận cô giống ai không? Đeo cho truyền hình chữ đờ hả? Mày chữ đờ là gì? Là điên ha. Mày điên hay sao mà ngày nào mày cũng ra đây mà đá banh hết trơn vậy hả? Qua cái thằng này nữa ha. Cái thằng này nhỏ xíu xíu mà ha, mày là đứt quỷ hả mày? Mày mới ba lớn mày thành quỷ hả mày? Mày nhỏ nhất mà cái miệng mày la lớn nhất. Mày là ôm sồm nguyên cái xóm này. Mày nghĩ sao mày nhỏ mày đẹp mà đeo nón gai hả mày? Mày là trái sầu riêng hả? Qua cái thằng quỷ nữa, cái mặt mày xấu nhất. Mày đừng có miếu, cái mặt mày miếu như con hà mã mày hiểu không? Cái đầu mày nghĩ sao mày trẻ cái làm đôi như cái tép bưởi mà người ta ăn không hết mày hiểu không? Mày xấu nhất sớm, mày già nhất sớm ha. Cái mặt mày cũ hơn cái sớm này mà mày chơi với con nít không? Mày ra mày phá làng, mày sớm mày cầm đầu hả mày? Còn cái thằng quỷ kia cái áo trắng cho mày, mày nhà giàu sao mày không ở nhà mà đi? Mày hưởng mày lạnh đi, mày ra đây mày chơi đá banh làm cái gì hả? Thảo đỏ này nữa nha ha. Mày không được, mày đừng tưởng mày không nói là tao không nói mày nghe mày. Mày la lớn nhất cái miệng mày nhỏ nhất mà mày la lớn nhất cái xóm này là mày nghe. Con gái trời, con nhỏ này mày dễ sợ. Mắc cận không lo nhà học bài, không lo ca hát. Con gái chọn cái môn nào đi, theo thùa đi, bếp nút đi ha, hay hát dân ca đi. Gà đá banh, con gái mà đá banh làm sao? Ngày nào cũng đá rồi mày phải đá cái dân nhà đâu mà. Ôi tao nói lâu lâu con trai nó tặng cho cái bánh sinh nhật nhìn quý dễ sợ. Trời đất ơi nhìn hoành tráng lệ ghê em. Bánh kia mà tao nói nó thơm lẫy lừng luôn á trời. Chuyện đi. Trời ơi cái đám ôn dịch nó la hoài à. Nó không chạy làm như nó chết thôi cái gì vậy trời. Trời tôi nói thiệt tôi mà ăn cái này là tôi ghiền luôn á nha. Tôi nói cái bà ôi nhỏ này đó hay quá.
có ưa cái con nhỏ con gái. Trời ơi, nó đeo mắt kiến mà nó cũng đá banh nữa, thiệt cái con này nó cũng dễ sợ lắm, nhất là cái thằng mày đầu trẻ cái làm đôi á, thiệt nó ghét nó ghê luôn á, thiệt á. Tao không có nghe mày la nữa, nghe mày quay lại là tao chửi đó nha. Mệt ghê à. Ngon rồi nha, thử miếng coi nè. Yeah! 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 Cái tiệm của tao một cái, tao thề cái cây chổi lông gà này bao nhiêu cọng lông là tao bứng tụi bay bấy nhiêu cọng lông. Ê, chuyện tao nè, chuyện tao nè. Ê, đừng, đừng. Chết tôi rồi. Tụi bay ngu quá. Đá đâu có kỹ thuật gì hết trơn trời. Đá văng vô nhà người ta kìa. Rồi mốt rồi ai cho đá nữa. Thiệt bực bị bội tụi bay ghê, đá không biết đá gì hết trơn. Bay nè. Mày biết. Tụi bay đá nó có kỹ thuật gì kỳ vậy? Quỷ này nè, mày kỹ thuật mày sút vô mặt ổng luôn kìa. Đâu có biết đâu. Trời, nó có đá không biết đá đâu, nghỉ nữa mày. Thôi. Đừng có buồn. Mấy anh á, là con trai á, đá mạnh bạo lắm. Tập như em nè, đá nhẹ thôi. Hả? Có thế chứ. Trời ơi, tao nó tan được cái đám giặc, tao nó im phăng phát nguyên sớm hai chữ bình an. Ba má tụi mày đẻ tụi ra ra chắc cũng cực khổ tụi bay lắm. Nguyên một tháng không bán buôn được cái gì trên là gì cái đám vậy đó. Ha. Mai lại đã chuẩn bị cái này. Khách hàng là ông cô nội. À. Đấy, khách vô nha, dông đi nha, xuôi đi hên về nha. Đó. Ý, quên, tao còn cái này nữa. Quên. Ôi, trời ơi, không có cái này làm có được. Máng đây luôn. Chết cha, không được ta. Tự nhiên giờ mình treo nguyên một mớ banh này không bán cho nó gì sao trời. Không được. Treo cái này mới hợp lý nè. Vẫn bán banh nhưng không bán cho cái đám giặc sớm này. Trời ơi, tao nói cái đám giặc nó tan đi, tao nói quyên cái sớm. Trời ơi, thiệt là thanh bình vậy đó. Banh đâu mày đá? Banh đâu mày đá? Tao cắt rồi mà banh đâu mày đá? Dạ, có mua ở sổng trên. Mày mua ở sổng trên này sao mày không mua banh của tao? Tao có bán banh này sao mày không mua banh của tao? Thầy đó. Thì không bán thì chết đi. Mà đừng vô nhà tao nghe, banh vô nhà tao có chuyện à. Thôi vậy chơi đi. Yeah.
Lần này là tụi nó hết tiền mua banh thật rồi. Ta đã bình yên thật rồi. Trời sao mày lì dữ vậy trời. Đúng là ý trời. Mày chết. Hơn tao được không? À, bây giờ mày coi có ai nhanh hơn ai? Sao? Tụi mày sợ tao chưa? Sợ rồi hả? Hả? Ủa? Sao chóng mặt quá vậy? À, sao nhiều máu quá vậy? Mua cái gì? Trời ơi tụi mày tới đây tụi mày ám tao nữa chi vậy trời. Chúng con xin lỗi. Dạ tụi con muốn tới đây xin lỗi ông. Mày xấu xạo mày phá tao không à. Mày qua cái giò tao nè. Trời đất ơi. Ơi ơi. Mày nhìn đi có cái giò nào mà bây giờ nó kinh dị như cái giò của tao không? Tụi con đâu có muốn đâu. Thôi ơi, mua đồ không mua đồ cho tao phá làng quá sớm không? Mày là con xạo nghe. Trước khi xin lỗi hát tao nghe một bài đi. Tao thấy vui tao tha. À con ha. Đứng đây nè, mày đứng đây. Rồi ca lớn lên. Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, sắc cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi coi. Hay quá. Ngày hát hay nè. Này nó ốm nhổm nhách mã hơi nó dài nè. Dạ. Nó công nhận xương sườn mà hát vậy là được á. Còn con nữa. À con nhỏ này có cái răng thỏ nè. Đâu ca cho ông nghe bản gì? Dạ ông ở Cà Mau. Ca thử coi. 2, 3. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà sữa soạn đẹp hơn. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà là thấy thương con rồi. Trời nó thả cái chữ sồi nó ngọt như mía lùi tao muốn sồi. Hay quá. Trời gần nhỏ này chơi con ca hay giống như con Phương Mỹ Chi vậy bay. Thấy Phương Mỹ Chi không? Dạ không. Chứ mày tên gì? Con tên Phương Mỹ Chị. Hả? Phương Mỹ Chị là cái gì? Là chị của Phương Mỹ Chi. Trời ơi. Mày cũng quá trời rồi ha. Nó này hay của ta mới về lớn mà chả treo. Đó con hát. Cảm ơn, tao cảm ơn mày luôn. Không, con hát được. Tao cảm ơn mày luôn, mày thấy ghê lắm. Tao sợ mày nhất sớm á. Con hát được mà, con không phải con hát nhạc Việt đâu. Mày hát đàng hoàng nghe. Dạ. Con hát nhạc nước ngoài luôn. Hát nhạc Thái Lan, dạo này con mê phong cách Thái Lan á. Trời đất ơi, thấy ghê vậy. Dạ. Tao mày ca thử tao nghe coi. Hát nhạc Thái Lan nha. Hát đi. Chính con lấp đăng chả năng lào chai chặt khắc tọt phạt quay tập giả dù mặt mày nghe. Mày ca gì cho tao hiểu nghe. Tại con coi phim con thấy trên phim nó ca vậy. Ca gì cho ông hiểu đi. Chuyện ca nhạc tiếng Việt nha. Dịch cho tiếng Việt đi. Con cũng mê dân ca lắm, con hát dân ca. Đó, ông thích dân ca. Dạ. Tiếng em đóng đi cài bộ
Má em mừng đông dạ cho mặt mày nghe. Ê mày hát mày hay mày chửi tao mày. Tao con hát mày hát tao cái chữ má em mừng mày tự nhiên mày nhấn gì giống như mày chửi vô trong mặt tao vậy đó. Thôi khỏi dẹp. Bây giờ có mua đồ không? Dạ có. Đứa con muốn mua lắm á mà. Không có xạo nha. Ông coi bản nè. Thôi tụi xạo không bán tụi bay đâu, tụi bay giả bộ bây giờ mày xạo mày kiếm chuyện tao thôi. Không bán. À. Thì lỡ giết rồi thì bán. Có tiền phải không? Có. Rồi mua đi. Rồi con mua. Con mua. Đây. Trời ơi, cái tật ồn không chừ à, xếp hàng một đi. Xếp hàng. Ai chứ? Đó đang quan đứng một hàng một thắng. Vậy đi. Từng đứa nào đứa đấy nó mua. Rồi. Con mua cái gì? Dạ không có tiền. Trời ơi em có tiền đi về không? Mày đứng sau lưng cho nè. Tiền thì đi xuống đi. Trời ơi không có tiền mà đứng đầu á, nó dẫn đầu luôn á trời. Đứng sau lưng tao nè. Ông. Có bán gì 500 đồng không? Ủa đừng có nói với ông là con có đúng 500 nha. Dạ có 500 à. Đứng sau lưng kia đi. Mày xạo. Mày lớn hơn nó mà mày cũng không gì. Ông ơi. Ông lấy cho con quá mì Hảo Hảo. Mà mì Hảo Hảo để hơi cao. Bữa nay ông bị bó cái giò, ông leo lên hơi khó khăn. Mấy lấy mì khác được không? Con mê mì Hảo Hảo. Con mê mì khác. Giờ không có Hảo Hảo thì sao? Con có Hảo Hảo không về. Trời ơi từ từ đi anh hai. Lùng mà la lớn quá à. Từ từ Hảo Hảo. Khách hàng làm câu nội. Khổ ghê thiệt tình. Trời ơi nó đài tôi không à. Bật khổ vậy đó. Không có đổi ăn ha. Tao lấy đâu đúng Hảo Hảo. Không có đổi ăn ha. Sau lưng lát tao tính tiền lần. Dạ cảm ơn ông. Rồi xong rồi tới người khác mày đứng. Tới con mua ông. Rồi tới con mua nè. Con mua cái gì? Dạ cho con một gói mì Hảo Hảo. Sao vậy ông? Sao hồi nãy tao leo lên mày không nói mày lấy mì Hảo Hảo. Tao lấy luôn một lần. Bây giờ tao leo xuống rồi mày mới nói. Tại nó là xếp hàng từng người một mà. Không phải lỗi của con đâu. Đúng rồi nhỏ nó nói ông đúng rồi. Nó chỉnh ông là đúng luôn á. Tao xin lỗi. Mì Hảo Hảo hả con? Dạ. Đừng có thay đổi nữa nha. Dạ. Để ông leo lại. Trời ơi. Leo hay ghê luôn. Khoan. Dạ. Nhỏ cái bên mày có lấy giống nó không? Dạ không, bữa nay con ăn chay. Ăn chay phải không? Dạ. Mày nói nha, mày lấy giống đó, tao là tao cắn lưỡi liền á. Dạ. Mệt ghê hả? À. Tao làm cái gì vậy? Ê. Rồi. Nè. Mày Hảo Hảo, ra làm sao? Rồi, nhỏ này ăn chay, mua gì con? Dạ, bán con gói mì Hảo Hảo chay. Ủa ông có bán không? Sao vậy ông? Mày bắt tao leo thêm lần nữa hả? Mày ăn cái gì? Dạ, con không giống mấy đứa này đâu. Con mua hai gói mỗi gói thử. Rồi con thử à? Tụi bay đi cho. Tụi bay phá tao hả? Trời ơi, cái gì vậy nè? Thank you.
trời đất ơi, thôi chết tôi rồi, quán xá mở cửa tan hoang như vậy đó mà nhân viên của tôi nó nằm ngủ kiểu này thì khách nào mà dám vô nữa. Người ta vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, mà khách chưa có đến là khách cũng chưa đi mà nó nằm nó ngủ vậy rồi à. Mày dạy tao biểu coi. Trời ơi là trời, mày nghe tao nói không? Mày dạy tao biểu coi. Ý, ai rớt tiền kìa? Đâu, tiền rớt đâu ha? Tiền rớt đâu, rớt tiền rớt đầu tao nè, rớt đầu tao nè. Không có hả? Ôi, con quỷ mất nết, giỡn ngu à mày. Bà nội cha, này mày nói mất nết hả? Ai dạ, ai dạ vậy? Mày kêu bà chủ là cái gì? Ủa, bà chủ ra nào vậy? Ra hồi nào vậy? Tại sao trong giờ thì mình làm mình ngủ gục là sao vậy mày hả? Em đâu có ngủ đâu, em là coi như là em đập bụi. Bụi đâu mày đập? Hả? Đập bụi hả? Mày hả bụi? Mày đánh tao hả? Không qua, không qua. Em nói là mày hả mũi, em mới đập nó đây nè. Ôi ôi con mũi bự quá. Mày đứng ra tao biểu mày. Dạ. Mày đứng ra biểu. Em đang câu khách. Mày câu kiểu gì mà mày nằm ngủ trong vậy nè, rồi khách họ tới họ thấy mày ngủ vậy nè, rồi khách thứ nào mà dám tới đây mà ăn uống nữa hả? Thì cái gì? Thì nói chung là cái gì hả? Nhân viên như mày tao không chấp nhận. Một nhân viên như mày, tất cả nhân viên ở công ty đều ở đây họp họp. Ở quán này đâu còn ai đâu, còn có mình em mà. Tại sao vậy? Tại sao nghỉ mà không xin phép tao hả? Ủa bị đuổi mà. Đuổi là phải, cái cung cách phục vụ của tụi nó làm sao tao chấp nhận được, phải không? Đuổi là phải. Nhưng mà mày. Dạ. Mày tao không đuổi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mày lại thì tao không đồng ý nghe chưa? Dạ em thân cận mà. Tao biết mà, mày là con người trung thành. Em là người là ở với chị lâu nhất luôn á. Bởi khi mà tuyển nhân viên á, tao biết là mày không có năng khiếu gì nấu ăn. Dạ. Không có năng khiếu gì phục vụ. Dạ. Nhưng mà tao giờ cặp mắt tao biết mày là trung thành. Dạ không, nói nào ngay chứ là mấy bữa nay em cũng đi xin việc nhiều nơi rồi, tại tao chưa nhận thôi. Đi! Không có. Đuổi mày liền tại chỗ. Không có, ý em nói là em đi xin việc nhiều nơi rồi, cho giống như hồi tụi nó em đi khảo sát á, em thấy là không có chỗ nào tốt bằng chị trơn, thành thử là em phải ở với chị thôi. Em là suốt đời là theo chị đó. Đúng rồi. Có chỗ nào tốt và cái chỗ nào mà đối đãi nhân viên như tao không? Không chỗ nào được như quán này chị. Làm gì có chỗ nào, làm nào được như quán này? Làm gì có cái quán nào mà làm sướng như cái quán này chị? Ủa cha, có quán nào mà nhân viên sướng như vậy? Bởi vậy không có cái gì để làm được, không có một khách nào hết trơn. Mấy tháng không có một khách tới là sướng, nằm ngủ đi làm tới giờ đi về không làm gì hết trơn. Chị nói cho cưng nghe, tại sao quán không có khách là tại vì cái cung cách phục vụ của mấy cưng quá tệ. Dạ. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là vấn đề trang phục. Trang phục. Cứ mỗi một ngày hoặc là mỗi một khách, mình phải cảm giác người ta vào nhà hàng khác. Đây cách, dạ. Em nhìn lại đồ chị đi. Dạ. Ngày hôm nay mà khách bước chân vô đây nè, khách cảm giác là khách đang ở bên Hawaii. Đúng rồi. Thấy chưa? Dạ. Đó. Rồi ngày mai khách cũng lại bước chân vào cái nhà hàng này. Đúng rồi. Khách lại tưởng là khách đang ở bên Mỹ. Hay quá. Rồi ngày hôm sau khách lại tới đây. Dạ. Khách nhìn chị, khách tưởng là khách đang ở Paris. Hay quá, Paris. Rồi ngày hôm sau chị, khách cái Paris là chỗ nào chị? Paris là có một cái nơi, một cái nước mà người ta gọi là nôm na rồi nước ở gần gần cái chỗ New York đó. Wow. Bây giờ mày nghe lời chị nè. Thứ nhất. Dạ. Mày lau chùi bàn ghế, mày lau hoài, mày lau hoài, mày sang ở chỗ này, mày sang ở chỗ kia, mày sang lau hoài để... Lau tao nói mòn, tao nói mục vẽ mà rách tưa cỡ này có cái ai đâu, một ngày chỉ bắt em lau 90 lần. Cái chiêu, đừng có đổ đồ vẽ khác cho chị. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì, em phải ra tận ngoài em lôi kéo khách vô cho chị bằng mọi cách, kéo vô. Dạ. Không cần khách sang, khách bình dân, khách gì á, khách là phải chiều khách. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ kéo khách bằng cách nào đây? Khách nào mà có dấu hiệu vô đây là phải kéo liền xong. Trời ơi, hình như có một anh. Đúng rồi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Ê, đúng rồi, em kêu. Đây nè, qua đây. Đây. Của em. Dạ. Quán mình tên gì em? Dạ quán này dễ thương lắm, tên nghe thân thiện vô cùng. Quay quần quán. Quay quần quán hả? Dạ. Quán nghe hay ha. Dạ, khách vô đây là quay quần quấn quýt quờ quán quằn quại bên nhau. Dạ, dễ thương. Quán đẹp thiệt. Dạ, quán đẹp lắm. Đẹp mà rộng nữa ha. Dạ, rộng lắm anh. Đốt chắc khó cháy lắm em ha. Sáng sớm anh đừng ghẹo em, không muốn giỡn nha. Anh đùa. Dạ. Khùng quá chứ anh nói thiệt tâm sự với mày luôn. Dạ. Anh thích đốt quán lắm. Em không có giỡn nha. Anh có giỡn đòi nói thiệt. Em có giỡn nha. Cái quán đầu đường đó. Gì? Anh đố. Ôi quán tuần trước cháy á hả? Anh đạo diễn. Nói diễn viên chính của anh đó. Ôi sao báo không có đăng anh? Báo đăng nó mà không đăng anh cũng tức lắm. Không mà hôm nay gặp cái quán này anh thấy có duyên.
Ai không bây giờ em có biết là em bây giờ cái anh này cái quán này lên báo ăn hình lắm em ơi. Em bây giờ bây giờ lại mò điếu thuốc coi. À dạ em mồi cho anh điếu thuốc ạ. Dạ. Ôi dạ, gì ai cho mày lấy lên đây. Dạ dạ điếu thuốc. Dạ mồi điếu thuốc. Dạ. Ôi à hả cái gì không có lấy được lấy trên đây. Anh biểu em mồi điếu thuốc ở đây anh dắt lên là để tạo phong cách em hiểu không. Chứ thuốc đâu bên vai anh nè. À vậy dắt hộp thuốc ở đó hả? Ừ con này đeo chân chơi vậy thôi đó hả? Anh đeo chân cho chơi cho vui. Ờ dạ rồi thì anh lấy anh mồi đi chứ anh bắt em lấy sao được, anh để chỗ nghiệt quá mà. Mày không biết hồi sáng hôm qua anh đi tập tạ. Dạ tét cơ. Tét cơ hả? Bác sĩ nói anh bị thoát vị đĩa đệm nữa. Ồ tập trên nách mà thoái vị đĩa đệm hả? Lấy giùm anh đi em rồi thò vô móc ra đó hả? Ừ. Rồi sao cái chỗ nghiệt dữ vậy trời. Lấy đi lẹ. Anh có hay ăn cánh gà chiên nước mắm không? Không. Anh vẫn thích ăn đậu hành hơn. Trời ơi. Lẹ. Đó, nó, đó. Trời ơi, ta nói nguyên một cái bầu không khí mà ta nói thiệt á, nó ngột ngạt hẳn đi thiệt á. Lẹ, lẹ, lẹ. Dạ. Rồi anh cho em mượn cái hộp quẹt đi em mồi cho. Đây nè em, đây, hộp dạ. Quẹt của anh á. Dạ, dạ, em chuẩn bị em mồi. Ôi! Hả? Gì nữa? Chứ sao không cho mồi nữa? Bây giờ anh muốn cái gì? Đây! Dạ em đưa cho anh nè. Mồi điếu này nè. Sao rảnh quá vậy? Hồi nãy kêu ta mồi điếu đó không chịu và đưa điếu này cho ta mồi. Cái điếu này anh chưng 3-4 ngày rồi nó hết tươi không? Chưng điếu mới lên cho nó tươi. Trời ơi! Gì vậy trời? Lẹ! Bây giờ muốn làm sao? Đốt lên chứ làm sao mà hỏi. Anh để đi em đốt. Trời ơi má ơi cái gì mà lửa mà mạnh dữ vậy trời. Cùng quá đi đốt nhà mà hột quẹt lửa mới to đốt mới cháy chứ em. Em mồi lại chưa? Ôi ơi. Ôi ơi. Anh rồi hút cái mỏ anh thương quá vậy. Cái mỏ như con cá trừ kiến đẹp ấy giờ. Em dâng lửa lại cho anh. Dạ bây giờ anh ăn gì anh uống gì anh nói liền em làm chứ vậy em cũng không dám nói gì hết chứ trời. Quán có gì không em? Bán đủ thứ trên đời không có cái gì không có. Món Á, món Âu, món Tây, món Tao, món Tàu gì có hết anh ơi. Có bào ngư không cưng? Dạ có bào ngư. Gì cá? Dạ có gì cá. Yến xào? Dạ có yến xào. Cho ly hột é đi em. Ủa có lộn anh sao hỏi bào ngư, gì cá, yến xào và cái kêu hột é là sao anh? Tại anh thích hột é em. À dạ. Em biết sao quán trước nó cháy không? Dạ sao vậy? Không có hột é. Mà nó nói xào qua nó nói có bán hột é. Nó vô nó xây nguyên một trái thanh long cho anh uống em. Mà anh đâu có bị điên. Anh biết đốt nhà là đâu có bị điên. Anh thông minh chứ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Mà nó dám nói anh cái đó là hột é. Anh đốt bấy quán luôn. Mất lòng nhau chưa? Em quán em có hột é. Thì có hột é thì lấy cho anh. Dạ rẻ lắm có 15 ngàn ly ạ. Anh uống 3 ngàn thôi em. À thì 3 ngàn cũng được. Lát anh trả 15 ngàn nha. Anh có 3 ngàn. Ừ thì anh có 3 ngàn. Ừ lát anh trả 15 ngàn nha. Anh nói anh có 3 ngàn hả em hiểu? Thì em biết anh có 3 ngàn mà. Tao nói tao có 3 ngàn hả? Bé em bán 15 ngàn chứ giờ 3 ngàn. Bà chủ mới trừ lương em vô rồi sao? Có bao nhiêu tốn bao nhiêu? Lấy ra. Thì sao bà bao nhiêu? Bây giờ bà lấy không? Ai bà chủ ơi, ai bà chủ ơi. Khách khó tới mà lại mình làm hóc ông sợ vậy? Anh... Tại sao biết phục vụ khách? Anh là cái gì? Dạ thưa anh, dạ thưa nhân viên của em không biết cách phục vụ anh. Dạ em xin lỗi anh nhiều nha. Đó, bà chủ coi. Dạ. Em xin có ly hột é. Ôi trời ơi. Nó không đem ra. Tại sao vậy hả? Tại sao bếp hột é mà không bán là sao? Tại vì ảnh. Tại vì cái gì hả? Bộ mày coi thường hả? Ăn mặc cái gì mày coi thường người ta hả? Uống hột é mày coi thường hả? Không phải. Không phải cái gì, cho dù ảnh có đồ uống một ly trà đá mày cũng vẫn phải phục vụ ảnh nghe chưa? Ý kiến gì đi. Mày không cần ý kiến gì hết. Mày đi vô đằng sau mày lấy một ly hột é cho tao. Nhưng mà ảnh có. Mày im. Có cái gì? Người ta có tiền người ta mới vô đây, người ta không có tiền người ta vô đây làm cái gì? Làm sao? Đi vô lấy hộp é ra đây. Mà nói nha. Mày im nha, mày im nha. Dạ thưa anh, em gái miền Tây xin thành thật xin lỗi anh là bởi vì nhân viên của em chưa phục vụ đúng cách à. Bà chủ đúng là bà chủ. Dạ. Khôn quá trời khôn. Dạ luôn. Em khôn mới là chủ quán, còn nó ngu mới làm nhân viên. Ngồi chơi. Dạ. Dạ hộp é nè anh ơi. Ừ. Mày coi. Em phải dạy nó vậy đó anh à. Thằng này coi quán, trong coi quán cũng dễ thương đó bà chủ. Dạ. Ngon chứ anh hả? Dạ. Trời hay quá, anh hút như trâu hút vậy ha. Một phát một.
Dạ thưa anh, anh còn muốn uống gì nữa không ạ? No rồi. Dạ no rồi hả anh? Dạ no rồi thì sao anh? Tính tiền về chứ sao trời. Dạ dạ. Dạ thưa anh, ly hộp é này em bán 25 ngàn. Em còn có 3 ngàn hả? Dạ 3 ngàn để cho thằng này cũng được. Còn em là hộp é này 15 ngàn. Thì bởi mà em còn có 3 ngàn hả? Dạ nhưng mà hộp é em 15 ngàn. Em mua 3 ngàn. Không có 3 ngàn là anh ngồi mấy hàng rong ngoài đầu đường. Tại quán em phải có đóng thuế thì ra là 15 ngàn. Chị ơi em còn có 3 ngàn chị lấy không? Phải đưa thêm 12 ngàn mới đủ 15 ngàn anh. Dạ bây giờ nè, em nói em có 3 ngàn hả chị lấy không? Anh mới đố cái quán sớm trên tuần trước á chị. Em còn có 3 ngàn hả chị? Chị lấy giùm em. Dạ. Ông nội em cũng dám lấy nữa. Thôi hồi về đơn vị gốc đi. Không, chị không lấy em giận á. Không, không em lấy, em lấy. Dạ, em phát bài, em chia bài, em chia lại nha. Dạ. Vậy là quá không lấy hả? Mình chơi xì dách đây nha, mọi người xì dách nha, mở bài. Bùm, ê, 20 nút, mở bài, bùm, ê, xì dách, thắng được 3 ngàn. Trời ơi, thằng dễ thương gì đâu. cung cách quán như phục vụ cũng ok, anh thấy được á. Dạ. Rồi, bà chủ ơi. Dạ. Quán có thẻ khách hàng thân thiết không á? Dạ. Chưa có hỏi thẻ hội viên nữa kìa trời ơi. Dạ ở đây tụi em chưa có làm thẻ hội viên. Dạ chắc nay mai quán em đóng cửa nghỉ rồi anh. Đâu? Mai em dẹp quán đi. Mai cho em dẹp đi. Mai em dẹp. Mai không được dẹp đâu. Dạ không được dẹp à. Dạ. Ừ em muốn uống một thẻ hoài nha chị. Dạ. Rồi ngày mai em ghé tiếp. Dạ cứ tới đi anh, ngày nào em cũng cúng cho anh ly. Cho em dạ. Xin cái ly với cái này về qua quán khác uống gì. Dạ. Ok cái ly xin luôn hả? Dạ thôi anh đi vui vẻ anh. Dạ anh mạnh giỏi. Thương anh quá. Bà nội cha mày, tại sao mày không báo cho tao biết đó là thằng cô hồn? Cô hồn cái gì? Cô hồn cái gì? Dạ không có. Ủa sao anh trở lại vậy? Em rớt hộp thuốc. Ủa sao quán không thấy hả? Lụm chị, ngay dưới chân chị kia. Dạ để em lụm. Lụm. Để em lụm. Mày ông nội tao mà biết tao lụm mày. Em quên, chị là chủ em quên luôn. Mày chia bài, ý, bán được hộp thuốc. Phong cách phục vụ là được chứ mà tham. Mấy người tham. Dạ. Cho xin cái chén nha. Dạ, dạ có nhiều lấy ớt đi anh. Dạ 4 cái đi. Mai quán cũng đóng cửa rồi không sao đâu. Anh nói là không được nghỉ. Dạ. Ừ cho xin tại còn ba đứa nhỏ nó ngồi ngoài nó chờ. Dạ. Ừ. Chú thôi đi đi. Đi ngay đi ra bà chú ơi. Anh chào anh đi vui vẻ thương luôn bình an nha anh. Dạ. Anh ráng nha anh. Sắp mưa rồi đó coi chừng thiên lôi nha. Mày nghĩ làm sao nó xin một cái chén mà mày cho luôn ba cái chén. Trời đất ơi, mà không cho nó đốt quán làm sao. Hồi nãy tại chị không, em đã nói rồi. Em đã nói rồi, em kêu chị đừng đi. Em nói là thằng cô hồn, trời ơi, bà kêu tôi nín. Tao đâu có biết mày ngu như vậy. Ít ra là mà khi mà mày biết nó là thằng cô hồn là mày đừng có mời nó vô đây. Hồi nãy cái cũng cái miệng chị nha. Chị nói là mày lôi kéo khách vô. Bất cứ khách nào có ánh mắt mày có thân thiện với cái quán này nhìn vô cái là mày lôi vô cho tao. Chị kêu không à. Thôi bây giờ mày ra mày đón khách. Rồi bây giờ khách nào có ánh mắt hiền hòa, ánh mắt nào mà khách nào mặc đồ sang trọng mày mới mời vô nghe chưa. Cái là mặc đồ sang trọng, ánh mắt hiền hòa mới vô phải không? Ờ. Thà nói vậy đi tao hiểu. Trời ơi trời, mày giết tao. Ba cái chén tao trừ một tháng lương của mày tiếp tục. Trời ơi có ba cái chén mà. Rồi sao? Ra ngoài đón khách. Đồ cắt đảng cô hồn ngủ dĩ chằng năm. Tối ngày lai lai chát chát. Facebook hả? Ba mẹ tụi bay không có ngủ ghê gì hết à. Cái đồ mà cắt đảng cô hồn ngủ dĩ chằng năm. Chết sông, chết suối, chết bờ, chết bụi, chết súng, chết đạn, chết xe, chết cổ, chết tay, chết đạn, chết chén. Dạ kính thưa bà con cô bác, dòm bề ngoài thì con có vẻ tôi dữ dằn lắm. Sự thật là bên ngoài người ta nói đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đà, mà cái này là quỷ rồi, thành ra tôi phải bận áo mưa. Con kéo, cho tao miếng nhạc mày, lắc cho mày 2 chữ. Ao, cho mày 2 chữ. Hát hay cho mày 5 chữ. À. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua, cách trở đường xa xuôi ngược muôn ba. Ôi kỷ niệm yêu mãi trường.
tranh nghèo tòa khỏi lang chiều. Hà ơi, con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Hà ơi, gió đưa gió đẩy về rẫy ăn cầm, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Cua xuất khẩu hết trơn rồi. Nãy giờ xong mới thấy taxi nào hết trơn, kêu quá trời quá đất rồi. Kêu 113 dữ lắm mình nó không đợi. Ê, ai vậy? Ai vậy? Chắc bạn. Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Bà bắt dừng thấy xấu. Cái gì mà chạy vòng 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 mà tôi chóng mặt quá không nội. Trời đất ơi, ngộ ghê, người ta thấy đứng xa quắt xe không được thì người ta ga, người ta cho mình quá gian thôi mà. Làm gì dữ vậy? Không phải dữ, không phải dữ mà đều chạy xe ta ra ta ngừng đi làm vòng 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 vòng. Tôi tăng xăm nó nhiều lắm là rủi nó đứt ra má, ai chịu trách nhiệm? Oh my god. Hot girl. Hot girl ai? Over there you. Over there you, you the mắt in the loin nè. You. Em? You, yeah, yeah. Ôi trời ơi. Em là hot girl. Ừ. Hot girl xin kính chào hot dog. Ủa tại sao mà mình nâng bạn ấy lên bạn ấy hạ mình xuống thế? Dạ không phải. Tại vì thường thường vậy gơ với đốt nó gần nhau lắm. Nè đừng có nói nghe, tôi là bầu show trên tỉnh, trên Sài Gòn tôi nổi tiếng lắm. Ủa đi ra, anh đi lên Sài Gòn hả? Bà có biết là bà làm nghề gì vậy? Dạ thì em mới về em mới tính lên tỉnh là xin làm nghệ sĩ, anh giúp đỡ cho em. Là xin giới thiệu bà, tôi là bầu show nổi tiếng trên Sài Gòn. Bà biết những bầu như là Minh Dũng không? Dạ biết. Bà biết những bầu như là Duy Ngọc không? Dạ biết. Bà biết bầu Phương Tường không? Dạ biết. Tôi là tên nổi lắm nha, tôi là Phương Nhất Điền đó. Phương Nhất Điền? Đúng rồi. Người đẹp mà tên cũng đẹp mà chắc hát ế đó phải không? Sao vậy? Bị tại vì Phương Nhất Điền là điên nhất phường đó. Không ai dám quay hết trơn á. Bé yêu. Cái mời không ai mượn bé lật lại hết trơn. Trời ơi. Phương Nhất Điền là trời Phương ơi, Nhất kêu Điền. Mình tiếng bé yêu thì muốn xỉu tại đây liền đó. Rồi có đi qua Giang không? Ra Sài Gòn không? Có cho em đi chứ. Đi để tôi chở dạ. Bà đi vòng ngang. Ây da. Rồi rồi bà đi bà đàng hoàng. Được không? Chắc đây chở này xe này chạy tới trên đó được không? Tôi không biết được hay không. Đội nó vô. Trời đất ơi. Cái gì mà ra nó quá trời. Trời ơi trời. Trời ơi. Đội nó vô. Xe đặt đi mà đội nó hảo hảo. Ê. Mình gói mì nha, sáng giờ chưa ăn đó. Rồi nghe, con đi nghỉ. Ê. Bà nó cho đầu đi hồn cái đầu hối. Đi. Gì vậy? Đây lát ra tôi đưa taxi tôi ra bà đi. Hai, ba nè. Mai nổ bòn bòn, xe mơ tanh kè đây nè. Đường đi thênh thang, lòng ta hân hoan. Càng gơ niềm yêu say đắm. Bên đây anh có em, bên đây em có anh. Mong lành thắm tươi. Nổ hết ga, em sẽ ôm chặt lưng dài. Đường xa thanh thang, lòng em hân hoan. Tăng ngập còn hơn mưa bão. Bên đây xe đua nhau, bên kia xe đua nhau. Charlie này đâu có thua. Thứ bảy hôm nay, ta sẽ đi dạo bến tàu. Bến tàu thì em không ham, mà em ham đi. Bình lỡ rồi lên Thủ Đức dữ à. Đi qua Dĩ An, qua luôn Hồ quẹo về Biên Hòa mới ngon. Nè tôi không thiệt mà đi xa như vậy thì chừng nào về chứ kiệt trời. Trời ơi đi chơi vậy mới thỏa mãn chứ. Thỏa mãn cái gì? Dạ phải. Bây giờ nếu anh đi không chở em đi được thì thôi để em đứng lát đó cũng có người chở thôi, em. Thôi được đâu, được có giận lân quá đi. Được ngồi đã ra đây là giúp đỡ. Thôi đi đây nè. Em mà dù cho em có muốn đi đến rạch giá, rạch sỏi, rạch cát, rạch dừa, rạch ống, rạch mèo. Trời ơi. Hoặc là em có muốn đi đến Cần Thơ, Cần Giờ, Cần Giuộc, Cần Đước, hoặc là Thủ Thiêm, Thủ Thừa, Thủ Dầu Một, Thủ Đức,
hoặc bên cát bên cỏ bên tre bên lức bên đình bến tàu bến bách đằng bến bãi xây hoặc bên dân đồ. Ơi ơi, Vĩnh Bình, Vĩnh Ninh, Vĩnh Long, Vĩnh Hội ham, hay là Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, hay là em muốn lên đảo Bảy Hiền, ông Tả, ông Tố, ông Cổ, ông Lãnh, hay là ra Bà Rịa nè, Bà Xá nè, Bà Trưng nè, Bà Triệu nè, rồi Bà Quẹo nè, Bà Điểm nè, Bà Chiểu nè, Bà Hột nè, có Bà Hột cái nội, Bà Hạt, Bà Hột, bất cứ nơi nào anh cùng xin chiều em tất cả cả. Anh đi nhiều quá mà anh còn biết chỗ nào nữa không? Anh còn biết nhiều chỗ lắm em. Đâu mà chỗ nào nói em nghe thử coi. Nghe nè nè. Nào là Bình Chánh, Bình Thành, Bình Dương, Bình Lâm, Bình Đông, Bình Tây, Bình Châu, Bình Quy, Bình Lơ, với ngã năm Bình Hòa. Rồi à, Long Xuyên, Long An, Long Canh, Long Sơn, Long Hải, với Long Điền. Còn muốn lên gò thì có gò dưa, gò dầu thượng, gò dầu hạ với gò công. Em muốn đi đâu? Dạ, em qua cầu, em đi cầu. Cái gì đang hát đầu đi cầu trời? Em đi cầu. Trời ơi, đầu đi qua cầu nó đàng hoàng, cái đầu đi cầu tôi hiểu lầm đó nha. Đi qua cầu phải không? Đi qua cầu thì có nhiều cầu lắm nha. Nào là cầu Bình Triệu, Bình Lợi, cầu Thú Thiêm, cầu Thú Tự, cầu Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chi Phương, cầu Ông Lãnh, cầu Chữ Y, cầu Chữ O, cầu Cá Dồ. Có cầu Cá Dồ hoặc Quảng Lợi, Quảng Tinh, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, hay là Đà Lạt, Đà Nẵng, Đà Răng. Trời ơi, hay quá, quá hay, quá hay. Tôi không tưởng tượng lại như vậy, anh đi nhiều chỗ, nhiều nơi quá à. Nói ca sĩ ca chỗ nào có xa bằng tôi không bà nội, bà nội? Dạ, em thì nói ngay, em khiêm nhường lắm, em đâu có đi xa dữ vậy. Dạ anh á thì đi hát vòng vòng ở Việt Nam. Còn em á thì vì nghệ sĩ dưới quê cho nên hát ngoại quốc không à. Chảnh hạt tôi nổ điên à, mà cái không chảnh. Nói thiệt với anh không có nổ đâu. À em nói anh nghe em nói nè. Sao? Anh ơi em đến Paris rồi đi Thụy Sĩ, lên Berlin rồi trở lại Mỹ. Dữ à. Rồi em qua Mỹ nè. Em qua Bốn Tâm, Giang qua Á Lăng, Tích Đệ tới Si A Thu. Trời ơi dữ luôn. Sau đó em đi heo tanh nè, em về Tết Pháp nè. Rồi em hát vờ Si Nha nè, mới leo máy bay về Cali để tạm nghỉ đó. Trời ơi bạn miệng. Bữa sau là em đi Úc liền. Em hát ở Sydney nè, em xuống Melbourne rồi em lên đó Đà Lây. Rồi nó quên, mình thật nữa đó. Sau đó em lên máy bay quay về Việt Nam để hát live show chân thành đang tổ chức tại sân khấu ở Sài Gòn. Dữ à. Chà. Không nhận ca xong rồi khẳng định một điều là chắc là em tuổi con ngựa ha. Tuổi con ngựa nó đi cự đâu hết thôi. Không phải. Mà thuộc tuần nào không cưng? Phóng ra chơi. Trời ơi, một bụng đó nè. Tuần xả ra, tuần gì? Ơi đất âm, trăm tù nó nằm ở đây đây nè. Tuần gì, kể nghe. Bây giờ anh biết nè. Đợi con lũ không nè? Biết. Đợi con lũ nè, đợi con lũ biết không? Biết. Biết không? Nửa đợi con phấn. Biết. Đừng quân miên bá. Biết. Lát giờ điểm. Biết luôn. Thiết tình ca. Biết luôn. Em hát Tô Ánh Nguyệt. Ừ. Ồ, ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên phải không? Cứ hát đi baby. Đi về em nói anh nghe nha. Để em một mình em á, em để em nhập thần vô. Anh làm con em đi. Anh sẽ làm con em. Nguyệt. Má. Nguyệt ơi nghe tiếng than của con. Lòng má đây càng thêm chua xót. Lời mẹ hiền.
Đời con gái như cánh bèo lên đến suối ngược bên trong. Nguyệt ơi đang cúi đầu chờ ăn quê. Trời đất ơi, sao đâm ngang không vậy cha nội? Đang ca tôi anh Nguyệt mà. Tôi anh Nguyệt anh hát ở chơi gì? Thì tôi ca cái giai là thằng Minh. Thằng Minh? Thằng Minh. Minh là gì? Thì Minh là bồ của Nguyệt. Minh là bồ của Nguyệt, tôi là gì? Thì má con Nguyệt. Tôi là má Nguyệt, vậy là ca, vậy là muốn lấy tôi phải không? Trời ơi, sao đừng có lấy vậy không? Từ, nè, nè, cái đằng này cũng định lấy đằng này chứ đừng có nói giờ nghe. Sao? Xin lỗi, từ lấy tôi nha. Mờ kiếp sau đi. Kiếp sau biết có được là người hay sẽ là cây cỏ. Không cảm giác vô tri chờ chết lặng. Không đến đây đâu gì nữa. Bực bội sao ca? Đang ca cái tắt luôn hả? Người ta đương ca tự nhiên đứng làm gì vậy? Làm sao tôi ca được? Tôi mất hồn làm sao tôi ca được? Thôi nó giận, hát hay quá ca lợi đi. Ca hay. Không. Ôi anh nói em ca hay, em mừng quá à. Ca hay thiệt mà em ca. Em lên đây để em xin em đi theo anh em hát. Mà anh nói tiếng em ca hay như vậy là gì? Không có khác nào như anh. Anh ơi, anh làm cho em mở cờ trong bụng vậy đó. Gì là sao không hiểu bà nội? Anh ơi, em đứng ở đây với anh mà em cứ ngờ trong mơ. Ủa làm sao? Em sẽ được trở thành là nghệ sĩ. Ủa vậy bà có nghệ sĩ hả? Dạ. Trời đất ơi, bà ca nhưng mà bà nổ quá hả? Dạ, không có. Thì thôi bà đã nói rồi thì tôi cũng xin khai luôn. Thiệt ra tôi không phải là bầu show nổi tiếng gì ráo trội đó, mà là ông lái xe ôm mà ở chợ bên thành. Thì tôi em hiền, tôi ra tôi nghèo chơi, tôi mong của em đừng có giận nghe. Xe chiều nãy mang bao nhiêu là kỷ niệm. Ừ. Một cô gái thì ham làm đào chân, còn một anh chàng thì mê hát cây. Dù không toái lòng giấc mơ làm nghệ sĩ, những duyên tơ trời mình gặp nhau đây. Rồi, phóng lên xe mà nãy chở bà lên Sài Gòn. Tôi đưa bà vô, tôi giới thiệu bà vô làng nướng bà ca là hú hồn. Trời đỡ. Đó. Khai quan thắng tiếng. Thắng tiếng. Vào. Rồi, rồi, rồi nghe. Trời, cái gì vậy bà? Mình đừng có mê sắc đẹp tôi quá nha. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Từ từ, hết sức bình tĩnh. Đường xa thấp thoáng, muôn tà áo tung bay. Đêm sông vui tươi, nâu chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Sài Gòn ơi. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Rồi, rồi, mấy đứa, 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 rồi, mấy đứa